Em Tân xin chào anh chị. Hôm nay em Tân mới về cái mẫu mới, mẫu xe Bentley. Cái mã số của nó là 1888 nha anh chị. Dòng xe được phun sơn tĩnh điện nha. Bên em về duy nhất một màu là màu đỏ đô nha. Màu đỏ được phun sơn tĩnh điện. Xe hoạt động qua hai động cơ nha. Tải trọng là 35 kg. Phù hợp cho bé từ 8-9 tháng tuổi trở lên nha, cho tới 60 tuổi sử dụng nha. Xe sử dụng bánh cao su đặc luôn nha anh chị. Giá cực kỳ mềm luôn nha, nó chỉ hơn 2 triệu tí tẹo thôi nha. Mẫu xe này nhỏ gọn, rất là thích hợp để ba mẹ hoặc là ông bà gì đó tặng quà cho bé nhân dịp thôi nôi nha anh chị. Bây giờ mời anh chị xem bên em sẽ hướng dẫn cách lắp ráp cái dòng xe Bentley mã số là 1888 nha anh chị. Xe này cách đây tầm cỡ 3 năm trước là bên em có về cái phiên bản tương tự như thế này. Chỉ là sử dụng qua động cơ, cũng hai động cơ nhưng mà chỉ là động cơ 6V thôi. Với lại là nó không có bánh cao su nha anh chị. Lúc trước nó chỉ là bánh nhựa thôi nha. Năm nay thì bên em về được cái phiên bản là nâng cấp ha. Xe đóng gói thùng rất là chắc chắn luôn nha anh chị. Ở bên trong nó có cái bọc màn bọc túi bọc biển chống sóc nha. Đây bánh cao su. Rất là chắc chắn. Bé càng nhỏ thì tầm cỡ 1 tuổi, 2 tuổi thì anh chị nên ưu tiên những dòng xe bánh cao su để cho bé chạy nó đỡ có bị chống, nó đỡ bị dằn bị sóc nha anh chị. Ở bên trong thùng thì nó có một cái sổ hướng dẫn cách lắp ráp nha anh chị. Có theo từng bước, là bước 1, bước 2, bước 3 luôn nha. Hoặc là anh chị xem theo cái video bên em sẽ hướng dẫn cách lắp ráp rất là đơn giản nha. Rồi bây giờ em bế con xe ra nha. Xe thì màu rất là đẹp. Ở bên trong cái khung xe thì nó cũng đóng bọc bằng cái túi bọc nó chống cày xước nha anh chị. Khu vực ở xa bên em ship code đó, thì ở ngoài thùng đó, bên em cũng đóng gói bên ngoài nữa, cũng đóng màn bọc để mà chống bị ẩm mốc, bị mưa, lại là hạn chế được vận chuyển nó bị hư hỏng nha anh chị. Màu đỏ cực kỳ đẹp luôn, màu đỏ sơn tĩnh điện mình nhìn nó bóng mượt nha anh chị. Đây hàng thì nó cũng có hàng loại 1, loại 2 nha anh chị. Nó có những cái màu không sơn thì nó rẻ hơn tầm 200.000, hoặc là nó có những cái phiên bản bánh nhựa hoặc là phiên bản 6V thì nó rẻ hơn vài trăm nghìn nữa. Thì đôi khi mỗi một xe thì nó ra nhiều phiên bản cập nhật giống như là điện thoại vậy đó ha. Samsung Ultra 22 rồi Ultra 23 gì đó ha. Thì nó ra nó cập nhật ha. Cái xe này sử dụng qua hai bình ắc quy nha anh chị. Nó được câu qua thành là 12V 4.5. Nhà máy đã lắp sẵn hết rồi, mình chỉ cần lắp thêm một cái cọc màu đỏ nữa nha anh chị. Rồi. Công tắc này là công tắc mở nguồn nha anh chị, tắt nguồn mở nguồn. Âm thanh con này nó nghe to quá. Ở trên con này nó có hỗ trợ kết nối Bluetooth, mở nhạc qua điện thoại luôn nha anh chị. Ngoài ra là kết nối được USB luôn. Xe thì nó có mặc định máy bay nhạc nha. Nhạc tiếng Anh. Rồi, bây giờ mình tiến hành lắp bánh nha anh chị. Lắp bánh đầu tiên nha. Xe này tuy nó giá nó mềm nhưng mà nhìn nó cũng cực kỳ đẹp nha. Hơn 2 triệu tí xíu thôi nha. Khu vực Tết này anh chị đặt hàng online bên em hỗ trợ miễn phí ship cái mẫu này luôn nha. Nó có cái băng keo băng động cơ mình bỏ nha anh chị. Bốn cái bánh này nó giống nhau nha.
rồi giống nhau luôn anh chị, lắp nha. Đều được hết. Con ốc này, cái cây trục này nó cho hơi dài và nó làm cho mình, nó cho mình luôn ba cái lông đền, mình bắt vô luôn thì nó vừa khớp luôn. Rồi bên này cũng vậy. Rồi xe sử dụng hai động cơ 390. Mình vặn ốc lại nha anh chị, vặn ốc lại. Những bé mà dưới 2 tuổi thì ba mẹ, anh chị hoặc ông bà hỗ trợ điều khiển cho bé nha. Còn bé mà trên 2 tuổi mình hướng dẫn bé cách tự đạp ga nha anh chị, cũng dễ chơi lắm nha, dễ chơi lắm. Rồi bây giờ mình lắp hai bánh trước nha. Ở bánh trước thì ở bên trong nó có, mình lắp vô một cái lông đền, sau đó thì tiếp theo là mình lắp cái bánh xe, và bên ngoài thì mình tiếp tục thì mình lắp một cái lông đền nữa, và cuối cùng là mình vặn ốc luôn. Cái bánh trước này thì mình vặn mình cảm giác vừa chặt tay, nhưng mà cái bánh xe nó phải xoay được nha anh chị, không thôi mình dặn hết cỡ nó rít cái bánh xe thì nó chạy không được nha, chạy nó bị vướng lại nha. Cái gì mình xíu không, rồi đó mình vặn xong mình xoay, mình cảm giác cái bánh xe nó vẫn còn xoay nha, còn trơn tru nha anh chị. Đó là bánh trước nha, còn bánh sau thì nó có cái động cơ cho nên là mình xoay không có được, nó cứng ngắc à. Đó là đối với những dòng xe hai động cơ nha anh chị. Còn những dòng xe 4 động cơ thì cái bánh trước này nó cũng cứng luôn. Mình xoay thì nó kêu ro ro ro, nó xoay luôn cả động cơ mới được. Đây, mình vặn vô nha anh chị. Anh chị mình cứ yên tâm nha, lắp xe nó đơn giản lắm. Cho nên là mình đừng có lo lắng là mua xe rồi không biết lắp. Ngay cả sau này bên em xe nó bị hư hỏng, bên em hướng dẫn mình cách sửa luôn cũng được, cách sửa chữa xe tại nhà luôn. Rồi mình lắp bánh rồi, còn mâm, cái mâm bánh mình lắp cuối nha anh chị. Bây giờ mình sẽ lắp cái yên xe nha. Xe này nó có hai cửa mở nha anh chị, nó có cái chốt khóa luôn nha, mình chốt lại được nha. À, nó xoay lên nha, nó chốt trên chốt xuống, rồi cứng luôn, màu đẹp nha. Lắp yên, yên này thì nó được mô phỏng là xe hai ghế nha, nhưng mà chỉ một bé ngồi thôi nha anh chị. Nhiều lúc là mình thấy trên mạng hoặc là ở cửa hàng chụp to quá nha, thật sự chụp gần quá cái mình thấy cái ghế nó to đùng. Mà anh chị là mua xe thì phải hỏi, bên em sẽ tư vấn kỹ là xe này dùng được cho một bé thôi nha, tránh trường hợp mình thấy nó hai ghế, cái mình tưởng đâu là xe hai bé nha, thấy rẻ rẻ quá cái mình mua về thử thì hai bé ngồi không được nha, rồi quay lại chửi em nữa. Rồi cái yên xe con này chất lượng quá, yên xe này chắc chắn lắm luôn nha anh chị. Ở trong cái bịch phụ kiện này thì nó có mấy con ốc để mà mình vặn cái yên, với lại cục sạc và cái điều khiển từ xa. Ngay nó có cái lỗ nha anh chị, rồi mình bắt từ yên và mình bắt xuống dưới khung xe luôn, ở dưới khung xe nó cũng có một cái lỗ chờ. Nhà mình có cái vít thì mình cứ vặn thế này là được, còn nhà có máy bắn vít cầm tay thì anh chị dùng cái đó cho lẹ. Tuy nhiên là bên em hướng dẫn như thế này, anh chị nhà mình có vít là đều làm được hết nha. À.
mẫu nào ở trên trang web hết hàng để anh cập nhật lại cho em. Có nhiều mẫu nó hết hàng nhưng mà nó mới về lại á, xong rồi anh báo hết hàng mấy hôm trước anh chưa cập nhật lại. À, trang web của shop xe điện cho em tên nên là xe điện Hồng Tân.com nha anh chị. Anh chị lên Google gõ xe điện Hồng Tân.com nha, mình sẽ tham khảo được tất cả. Như cái mẫu này nó mới về nè, bên em chưa cập nhật trên trang web nha, tầm vài hôm bên em mới cập nhật nha. Bây giờ mình lắp cái vô lăng nha anh chị. À, con xe này vô lăng nó đơn giản, cắm vô là xong nha, nó cái gờ thôi chứ không có gì hết nha. Đó. Con này vô lăng đơn giản nha, không bắt ốc chứ nha, không biết có dễ bung không. Lắp vô thử, lắp vô cây khớp nha anh chị. À, chắc chắn nha. Rồi mình lắp cái kính chắn gió. Kính gió là màu đen thui, nó có cái khớp đây nè anh chị, mình xem theo cái khớp mình ấn vô nha. Khớp nha anh chị, có cái đường đó, mình ấn vô rồi vào khớp nha. Ở trước có phuộc rồi. Cái này là cái kính, cái gương chiếu hậu. Gương chiếu hậu thì nó chỉ làm kiểu thôi nha anh chị, chứ nó không có xem được phía sau đâu nha. À, con này nó có tráng gương luôn, con này nó xem đường luôn nha anh chị. Nó có một cái tấm chiếu nhỏ, chứ đa số là nó không có đâu. Con này sao tự nhiên nó lại có, lạ. Gương bé tí. Rồi bây giờ mình lắp cái mâm bánh nữa rồi cũng xong cái xe rồi. Xe gì lắp lẹ quá, vừa lắp vừa chơi thôi cũng 15 phút cũng xong nha anh chị. Anh chị nào mà tài chính loanh quanh tầm cỡ 2 triệu hơn tí xíu thì mình chọn cái con xe này cũng khá là ổn áp nha. Xe hoạt động qua hai động cơ, hai bình ắc quy nha. Xe được phun sơn tĩnh điện nè, được nâng cấp lên bánh cao su non nè, chạy êm lắm, nó ít có bị dằn lắm, phù hợp bé nhỏ nha, từ 8-9 tháng cho đến 6-7 tuổi là mình sử dụng được nha. Xe tải trọng full là được 35 kg nha anh chị. Rồi bây giờ em Tân sẽ kết nối cái điều khiển thôi. Cái điều khiển này, điều khiển nó hơi lạ nha. Xe được cái ghế đẹp chắc chắn lắm nha, có 5 điểm an toàn luôn. À, cái điều khiển này lạ luôn nha anh chị. Rồi em Tân sẽ kết nối thử cái điều khiển nha. Cái này mình dùng pin 3A nha anh chị, cái pin remote TV á. Cái điều khiển này coi bắt sóng như nè, nếu mà mình lắp pin vô mà mình để ý á, mà nó nháy đèn liên tiếp á, thì mình mở nguồn xe lên luôn thì nó tự bắt sóng nha. Còn mình lắp pin lên nó chỉ hiện đèn thôi, nó không có nháy á, thì mình phải bắt tần số nữa. Bây giờ mình lắp pin vô nè. À, nó nháy luôn nha anh chị. Rồi mình bật nguồn xe lên. Rồi nó bắt sóng được luôn nha. Khi mà mình biết nó bắt sóng thì nó nháy cái là nó hết nháy liền nha. Rồi bây giờ mình bấm rồi nè. Đó, xe chạy êm nè. Tốc độ chậm. À, xe có 3 tốc độ nhanh chậm nha anh chị. Rồi
Rồi vừa rồi là em Tân vừa hướng dẫn cách lắp ráp cái xe ô tô Bentley, mã số là 1888. Rất là cảm ơn anh chị đã quan tâm và theo dõi hết cái video này. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái video dịp khác nha. À, phía đầu xe nó có cái logo nữa nha anh chị. Cái nó có mỗi xe nó có một cái bộ tem. Bộ tem với lại một cái logo của thương hiệu Bentley nha. Đây. Logo nằm đâu nhỉ? Nằm đầu xe luôn nha anh chị. Dán ở đây nha. Đây giữa đầu luôn nè. Rồi, hình con chim tại bàn. Rồi, đẹp trai đi. Còn tem này quá trời quá đắt luôn. Này mình thích dán ở đâu dán nha. Anh chị mà mình nhận xe thì có tặng kèm một cái bộ tem này nha anh chị. Để coi. À, nhiều quá không. À, ở phía sau có biển số nè, biển số là 1888 nha. Anh chị quan tâm thêm mẫu xe này inbox cho bên em nha. Số Zalo là 0975190084 nha. Còn cái trang fanpage Facebook bên em hỗ trợ khách hàng là anh chị tìm kiếm là cái tên là xe điện trẻ em Tây Ninh nha anh chị nha. Còn trang web của cửa hàng là xe điện Hồng Tân .com nha. Sao mà mỗi cái nó mỗi cá nó rời rạc cái cũng khó nhớ. Rồi, ok, chào anh chị nha.